nghệ sĩ Hoài Linh bị đòi tẩy chay khỏi ghế nóng thách thức danh hài. Phía Điền Quân lập tức lên tiếng. Hiện tại, nghệ sĩ Hoài Linh đang là cái tên gây ồn ào và được cư dân mạng réo gọi nhiều nhất do liên quan đến số tiền từ thiện hơn 13 tỷ đồng được nam danh hài kêu gọi quyên góp từ năm 2020. Nhưng đến hiện tại, vẫn chưa được đến tay đồng bào bão lũ. Trước sức ép dư luận, ngày 24 tháng 5, nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh đã chính thức lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, cách giải thích của Hoài Linh và đổ lỗi do dịch bệnh nên chưa thể đi từ thiện càng khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ. Đặc biệt, dù lấy cớ không thể đi từ thiện, nhưng nhiều người phát hiện Hoài Linh vẫn chạy show ở nhiều tỉnh thành. Rất nhiều người đã bày tỏ sự thất vọng về Hoài Linh. Từ ồn ào này, họ cho rằng Hoài Linh không đủ tư cách tham gia các hoạt động nghệ thuật, mà cụ thể là ngồi ghế nóng chương trình Thách thức danh hài sắp tới. Ngay trên fanpage Thách thức danh hài, rất nhiều cư dân mạng đã vào đòi tẩy chay chương trình nếu như vẫn có Hoài Linh ngồi ghế nóng. Chương trình này có Hoài Linh, không ai coi đâu chủ Điền Quân ơi. Có Hoài Linh thì ai mà xem. Tôi sẽ kêu gọi tẩy chay Điền Quân nói chung, Thách thức danh hài cũng như tất cả các chương trình nếu có Hoài Linh tham gia. Đó là ý kiến của một bộ phận cư dân mạng. Đạo diễn Khương Dừa, đại diện nhà sản xuất Thách thức danh hài, về phản ứng này của cộng đồng mạng, anh cho biết, chúng tôi đã nắm thông tin trên, hiện chúng tôi đang đưa ra hướng xử lý. Khi có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ cập nhật tới quý báo và khán giả. Hôm 22 tháng 5, ban tổ chức Thách thức danh hài từng thông báo về việc hoãn casting tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên khi đó, phía nhà sản xuất không đưa ra lý do dẫn đến quyết định này. Cụ thể fanpage Thách thức danh hài viết: "Thân gửi tất cả thí sinh, ban tổ chức casting Thách thức danh hài xin thông báo, lịch casting ngày 23 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị hoãn lại. Ban tổ chức sẽ sắp xếp lịch casting lần 3 và thông báo lại sau với tất cả các anh chị, cô chú và các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người và cả nhà thông cảm cho sự bất tiện này." Thông tin nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người đồng tình với quyết định của ban tổ chức, cho rằng việc hoãn casting là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng quyết định dời lịch casting của nhà sản xuất đến từ ồn ào liên quan đến nghệ sĩ Hoài Linh trong những ngày qua, trong khi ông đảm nhận vị trí ghế nóng của chương trình. Thậm chí nhiều người còn khẳng định sẽ tẩy chay game show nếu có diễn viên già cổ Hoài Lan tham gia. Một tài khoản bình luận: "Nếu có Hoài Linh thì dẹp chương trình đi, không ai hưởng ứng đâu. Hoài Linh đang dính lùm xùm, nếu vẫn còn được mời thì tẩy chay chương trình này." Người xem khác ý kiến. Một cư dân mạng thẳng thắn: "Khách hàng luôn là thượng đế, cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào, họ mà tẩy chay thì chấm hết." Phía đại diện ban tổ chức cho biết, lý do hoãn casting Thách thức danh hài ở thành phố Hồ Chí Minh là do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Khi được hỏi về việc ồn ào của nghệ sĩ Hoài Linh có làm ảnh hưởng đến lịch casting, phía nhà sản xuất khẳng định đã quyết định hoãn từ hôm 22 tháng 5, trong khi ồn ào kia mới vừa xảy ra.